Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta được gặp nhau trên kênh kỹ thuật thi công cơ điện. Thì hôm nay bạn gặp một bạn sinh viên năm tư vừa rồi đi resort á, do bị người yêu bỏ rồi. Cho nên không biết là hôm nay chia sẻ cách học mà học được mấy tuần rồi. Dạ, hôm nay học được 2 tuần rồi. Sinh viên năm tư sư phạm kỹ thuật đúng không? Dạ, sinh viên năm tư sư phạm kỹ thuật. Rồi hôm nay thì có cơ hội làm tủ này khó không? Dạ, Tuấn. hôm nay là cái tủ này thì em chỉ coi mấy anh xong và mấy anh cùng nhau làm thì em cũng có quan sát thì thấy cái gia công cái tủ này cũng khá là vất vả chứ không có đơn giản như các bạn có thể thấy nè. Trong cái tần suất dây nó đi cũng khá là gần nên là phải là kỳ công, cái công sức bẻ dây cũng khá là cực Như đó. vậy cái gì Dạ, tròn tròn ở dưới vậy? đây là những cái quả tụ, Có tụ để làm cái gì? quả tụ để Bù cái gì? bù vào điện áp và Bù công suất phản bù kháng công suất phản kháng, hay là bù tổn hao công? cao công suất, tổn hao công suất. Hiểu chưa? Dạ, hiểu. Đây là các Dạ. bạn đang học, nhưng các bạn đi chia sẻ cái việc của mình đang làm. Rồi bây giờ để mà em chuyển qua chế độ auto, em cài đặt cái này là em làm sao để em chuyển qua được? Thì trước tiên là mình phải nhấn cái nút mode nè, là mình nhấn cho tới khi nào á mà mình sẽ thấy được ba cái gạch đây, gạch. Rồi Rồi sau đó mình sẽ nhấn cái chữ program này, mình làm đây, nhấn nhấn đè, nhấn giữ. rồi chuyển Khoảng đường vài chưa? giây đó nó sẽ nhảy sang chế độ manual. Manual thì mình sẽ cài đặt bằng tay. Rồi Thì để mà cài đặt cái thông số thì mình sẽ nhấn các nút mà bằng cái nút mode này. Điều nhấn đầu tiên là mình sẽ chỉnh cái dòng. cái dòng chỉnh được không? Cái dòng này nó sẽ đo đo từ cái CT ở trung tâm. Không có chỉnh được cái dòng nha, Dạ, đúng dòng nó rồi. đo thực tế nó xài bao Dạ. nhiêu đóng bao nhiêu nha. Dòng nó sẽ đo. Rồi Rồi kế tiếp là nó xét về hệ số cốt phi. bây giờ Cốt con code phi. file anh để 0,97 được không? Dạ được, mình sẽ làm tăng sao, lên. làm sao bây giờ đóng cấp tụ mất tiêu rồi, Mình cái này chắc mình phải chỉnh lùi lại, lại. phải phải lùi lại. Rồi bây giờ làm sao code file nó tăng lên 0,97 coi. Đây mình nhấn nhấn program quá. Mình phải chọn vào program để mình chọn set nó, Rồi chứ set không phải nó chỉnh bảy là đi. chỉnh lên Rồi 0,7. làm Bây sao giờ cho mình nó sẽ lớn? lưu lưu thì mình bấm vào program tiếp. Nó sẽ lưu. Và bây giờ mình muốn chỉnh tiếp là hệ số CK. Hệ số CK này á, là cái hệ số mà nó sẽ tính bằng cái cấp tụ và nó chia cho Cái điện tỷ áp. số biến Dạ, tỷ số biến dòng. bài dựa vào các cấp. Cấp tụ của nó. Kế tiếp á, là cái hệ Thời số là gian. sensitivity. Này là cái này là cái thời gian mà đóng một cái cấp tụ Rồi. mà mình còn có thể hiểu là cái độ nhạy của nó, là sau khi mà nó có sự cố xảy ra thì nó sẽ bao nhiêu lâu thì nó mới đóng cái cấp tụ đầu Không tiên. có phải là sự cố. Khi có tải đóng thì Dạ. đóng một cấp tụ là 45 giây sau nó mới Dạ, đóng, chứ không phải 45 có giây sự sau cố đó. nha. Dạ rồi. Rồi. Dạ, cái kế tiếp Record là time. record time, là thời gian mà nó nhả một cái cấp tụ. Dạ. Đâu. Có nghĩa là ví dụ như tải nó nhả rồi thì Dạ. sau 30 giây nó mới Mới nhả. rồi Rồi kế tiếp là restart. rate step, là có nghĩa là mình sẽ set cái bao nhiêu cái tụ. Ví dụ như mình ở đây nè, mình có 5 cái tụ thì mình sẽ set lên là Rồi 5. xem sao, hướng dẫn xem coi. Thì mình cũng bấm vào program nó để cho nó nhấp nháy. Nhấp nháy thì mình sẽ chỉnh lên. Chỉnh số 01, nếu mà hai cấp thì không sao. Hai cấp thôi. Là số 00 002 002 thì hả? nó đóng lần hai tụ một lúc đúng Dạ. không, rồi còn để không À, một nó đóng không không. không không một là đóng một một tụ. Rồi Rồi. tiếp tục xét đi. Cái tiếp là switch. Chưa Cái tiếp là mình sẽ lên đây, đây là số số 2. nhắn Đây, theo dõi cái lưu tụ số lại 2 nhắn lưu lại. Tiếp. không được, lưu À lại không được, đi. phải phải Số lưu 3 là lại. ba tụ đóng một Ba lượt tụ, á. ba tụ đóng một lượt. Rồi kế tiếp. Ở đó, cấp số 3. Kế Có tiếp là một tụ thôi đúng dạ đúng không? rồi, mỗi lần đóng chỉ một tụ thôi. Kế tiếp là số 4 đây, mà cũng đóng một tụ thôi. Lên tiếp. Là lên một. Đó, số 5. Rồi. Tới đây mình sẽ bấm lưu lại. Rồi sao 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 không có Lưu. sao? Giờ số 6 không có thì mình Bấm không số 6 có. là sao? Lên số 6 là sao? Bấm số 6. Để không không hoặc fan. Dạ. Đây số 6, đấy, mình để fan. Rồi Có lưu nghĩa là nhớ không chưa? không không có cái cấp tụ 6. Thì nó Dạ. để cái quạt đúng không? Dạ. Rồi sau đó mình sẽ bấm lưu lại. Lưu lại mình tiếp tục bấm mod. Mod này là switch. Chuyển bằng tay Nó ha. chỉ bằng tay hoặc là chế độ auto. Rồi để đóng bằng tay thì để em đóng thử nào, đóng lên. Đang nhấn nút kia, nút nhọn phía trên. Nhọn lên này. Đây, Đó, mình thấy đóng con chưa? tay cấp số 2 đây. Mình nhập số 3. Số 4. Số 5.
giờ nó mới quay về số 1. Rồi hồi nãy nó đóng được số 1 em nhấn nó dạ. hết rồi nó mới về lại rồi em nhả nó đi. Nhả đây. Em nhả số 2 thôi chưa? Dạ, nhả số 2 rồi, trước. Tiếp tục. Số 3. Số 4. Số 5. Mình tiếp nhả số 1. Rồi ok, cảm ơn em. Dạ. Như vậy thì không có khó nha. Dạ. Làm tù bù là tính mới khó. Được chưa? Làm sao mà hiểu nhưng mà cũng không khó nữa. Quy bù bằng 40% nhân nhân S. Nhưng mà trừ trường hợp tải mà mang tính cảm nhiều mà tải cảm ứng á, những cái lò luyện thép là khác nha, cái đó là phải tính tính đặc biệt là tính sâu chưa. Dạ. À, cốt phi rất là thấp. Rồi cảm ơn khán giả đi. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Rồi.